Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017. Đến với chương trình Good Morning Washington DC gồm có phần 1 là chương trình phát triển tiểu thương với thương hiệu Mamala Kitchen và phóng sự sinh hoạt cộng đồng, lễ rước kiệu kính Đức Mẹ tại Carteret, Missouri. Trong phần 2, với Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình ẩm thực, điểm sâm cooking, không cần bí quyết ai cũng làm được với đầu bếp Thái Lâm. Để mở đầu chương trình, với Phượng có mời quý vị theo dõi chương trình phát triển tiểu thương với thương hiệu Mamala Kitchen do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Hội chợ Việt Fest tại thành phố McLean, Virginia trong tuần qua 12 và 13 tháng 8 2017. Đó cũng là lần đầu tiên mọi người được thưởng thức món phở bò, bún bò Huế và chả giò từ Mamala Kitchen. Thank you very much for being here today. And I say is this from Mamala Kitchen from Houston, Texas. We all drive all the way down here. I'm here to support you guys. And I hope you enjoy it. And this in Texas size. Sau 2 ngày đường lái xe, chiếc xe truck của Mamala đã đến với hội chợ với đầy đủ các dụng cụ của nhà hàng để phục vụ gần 20.000 thực khách trong hội chợ, vì 1.600 tô phở và bún bò Huế cùng với 4.000 cuốn chả giò được chiếu cố tận tình. Sau đây là lời chia sẻ của ông Trí La, giám đốc của Mamala Kitchen. Tổng cộng tụi em đi khoảng 8 người, mà đi xe truck thì là lái từ 2 ngày, từ ở Houston lái lên tới trên này để mang tất cả các dụng cụ để nấu nướng. Giống như anh thấy đó, là chị thấy đó là có những cái lò, những cái dụng cụ. Đi rất là cực nhưng mà cũng rất là vui vì tham gia một cái chương trình của festival của tại DC, và cũng là lần đầu tiên mình làm, mình thử cũng thấy là vui và cũng thấy tốt lắm. Khi đến thành phố Houston, Texas, không ai mà không nghe đến tên nhà hàng Kim Sơn. Đi ăn buffet ở nhà hàng Kim Sơn, một nhà hàng châu Á và cũng là nơi lý tưởng để tổ chức các tiệc cưới, sinh nhật, tiệc công ty, vân vân. Năm 1968, ông La Minh Sơn và bà Trần Sự Kim đã từng làm chủ nhà hàng ở Vĩnh Long, Việt Nam. Gia đình ông bà cũng là thuyền nhân sau khi vượt biên đến nước Nam Dương năm 1980 và định cư tại thành phố Houston, Texas cùng với 7 người con. Công việc đầu tiên ở xứ Hoa Kỳ là ông bà đi làm công cho nhà hàng. Và năm 1982, nhà hàng Kim Sơn đầu tiên được khai trương. Hiện tại đã có 7 nhà hàng Kim Sơn trong tiểu bang Texas, có hơn 250 nhân viên. Nhà hàng lớn nhất là ở Bel Air có thể tổ chức tiệc cưới đến 1.000 người và được rất nhiều báo chí khen ngợi như là báo Bon Appetit Esquire Food and Wine. Vào khoảng năm 1996, vì muốn giữ những công thức hương vị nấu ăn, những sản phẩm mặt hàng được lâu dài, có một nơi nấu số lượng nhiều cho 7 nhà hàng để giữ phẩm chất nhà hàng giống như nhau, như một kho lương thực commissary. Và khi được nhiều người biết đến, họ có thể tìm mua được thay vì phải đến nhà hàng thưởng thức. Đó là lý do nước broth nguyên chất của phở bò, phở gà, bún bò Huế, sản phẩm được ra đời, cùng với chả giò tôm thịt, cũng được mọi người yêu thích. Thời gian phải là 6 tháng để công thức được sự chấp thuận do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, United States Department of Agriculture chấp thuận. Năm 2015, tất cả các sản phẩm mới có đóng mộc của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và phải bị kiểm tra coi có đạt được những tiêu chuẩn của họ yêu cầu. Tất cả các nước phở, bún bò Huế nguyên chất và chả giò đều sản xuất ở Hoa Kỳ, và từng cuốn chả giò được nhân viên của Mamala Kitchen quấn bằng tay. Công thức từ gia đình họ La. Những sản phẩm này đã bắt đầu có mặt ở thị trường trong tiểu bang Texas. 6 tháng vừa qua mới bắt đầu ở tiểu bang Oklahoma, Arizona, Philadelphia, Ohio, Georgia, California, Washington State, Tennessee. Và trong 3 tháng vừa qua tại Virginia, các sản phẩm của Mamala Kitchen được nhiều người biết đến. Họ có thể mua tại chợ Eden, Great Wall, Bình Dương Part and Shop và Lotte. Khách hàng rất hài lòng vì họ đã chia sẻ thời gian nấu ăn được giảm xuống rất nhiều, và món chả giò thì rất ngon và tiện lợi. Trong tương lai, những sản phẩm mới của Mamala sẽ là thịt nướng, nem nướng, nước súp hủ tiếu, thịt nướng trong vỉ. Mong sẽ được sự ủng hộ của mọi người, và ẩm thực Mamala vẫn là những sản phẩm văn hóa cổ truyền của người Việt Nam.